Thưa quý vị và các bạn, thời điểm quý 4 hàng năm như thường lệ cũng là lúc các doanh nghiệp kích thích tiêu dùng và kích cầu cuối năm. Hiện nay thì chúng ta rất dễ nhận thấy những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn được tuyên truyền rầm rộ và hoành tráng khắp mọi nơi, đặc biệt là trên những sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên điều mà người dân và người tiêu dùng quan tâm đó là những chương trình khuyến mại có mang lại giá trị thực chất hay không, hay chỉ là những chiêu trò kích cầu của những nhãn hàng và các doanh nghiệp. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi về vấn đề này với ông Vũ Vinh Phú, nguyên phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội và chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội để quý vị và các bạn cùng hiểu rõ hơn vấn đề này. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, ừ. thưa ông như chúng ta vừa chia sẻ đó là hiện nay thì rất nhiều những cái sàn thương mại điện tử, những trung tâm mua sắm và các cái doanh nghiệp thì đều có những cái lời quảng cáo có cánh về cái vấn đề là giảm ừ. giá. Ví dụ như là ngày mùng 10 tháng 10, 11 tháng 11, 12 tháng 12 thì theo ông dưới góc nhìn của một chuyên gia về kinh tế thì ông đánh giá như thế nào? Tôi cho nếu mà làm ăn trung thực, trách nhiệm, các doanh nghiệp tính toán kỹ và đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng ấy thì cái khuyến mại kích cầu của những cái tháng cuối năm cũng như bình thường ấy là rất có lợi cho người tiêu dùng về giá trị hàng hóa được giảm rồi hiện vật nhất là những cái mặt hàng thiết yếu và đây là cái dịp để xây dựng cái thương hiệu cho mình thương hiệu bán lẻ cho mình cho cả cả năm và những năm tiếp theo tôi cho cái đó là rất tốt nếu chúng ta đi đúng hướng của nó định hướng và được quản lý kiểm tra một cách chặt chẽ dạ. Tuy nhiên thì trên thực tế thì người ta cũng thấy rằng là phần đa là những cái sản phẩm mà họ giảm giá hay là cái chữ big sale rất là thu hút đó ừ. khi mà vào thì gần như cũng không mua được gì mấy tại vì là nó là những cái sản phẩm hoặc là cũ này hoặc là cận đát này hoặc là nó cũng không được đẹp nữa vậy thì người tiêu dùng rất là nhiều người cũng bị mất niềm tin thì không biết là điều này thì ông nhìn nhận như thế nào bên cạnh cái mặt rất là tích cực của nó à, trước hết mình phải không thể phủ nhận cái những mặt tích cực của vấn đề cái khuyến mại kích cầu nhất là dịp cuối năm này trong cái điều kiện mà chi tiêu còn tiết kiệm của người dân khi mà đại dịch còn đang tiếp tục, nhưng mà chúng ta cũng phải nêu thẳng thắn cái mặt trái của nó, mà cái này không phải cá biệt, dư luận, báo chí, phóng viên rồi người tiêu dùng à, gần đây nhất những cái vụ như là Bixi dùng hàng hết đát à, để mà đưa vào để khuyến mại à, trong một hàng hôm nay dư luận rất là quan tâm ví dụ thế, cho nên tất cả những cái đó là chúng ta phải hết sức chú ý để quản lý những hiện tượng nâng giá hàng à, lên sau đó lại hạ giá xuống. Mà có khi mua lại có khi còn hơn ra trước hay là hàng gần hết nạn sử dụng hay là khi được cái khuyến mại thì chạy đi chạy lại rất vất vả hoặc là có những cái khiếu nại thì rất khó quảng cáo mà đằng bán mà nẻo thì cái này là các cơ quan quản lý phải hết sức là quan tâm để chấn trình và bản thân doanh nghiệp phải tự sửa mình phải tự giác trong vấn đề quản trị nội bộ để làm tốt vấn đề khuyến mại của mình có thể nói là chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy là như vậy nhưng rõ ràng một cái một cái mặt bằng thị trường rất là rộng lớn với rất nhiều cái sản phẩm ví dụ ừ. như chúng ta đi vào một cái siêu thị đi chỗ nào cũng thấy ví dụ như sau lưng ừ. của bác thì bác cũng sẽ ừ. nhìn thấy luôn là big cell big cell big cell ừ. nó quá nhiều vậy thì cơ quan chức năng làm thế nào để quản lý được trong khi người dân thì vẫn đưa ra những cái ý kiến ừ. rất là cụ thể đó là tôi thấy không minh bạch tôi thấy sản phẩm này cận đát tôi sẽ sản phẩm kia không tốt ạ cái này phải nói đến vai trò quản lý nhà nước bộ công thương và sở công thương các tỉnh thành phố là duyệt các chương trình khuyến mại các chương trình phải được duyệt hết sức chặt chẽ về các cái quy định về khuyến mại các chương trình khuyến mại các mặt hàng khuyến mại các giá của hàng hóa khuyến mại các hiện vật khuyến mại và đảm bảo trong quá trình đó anh phải có sơ kết đánh giá kiểm tra nếu mà thời gian khuyến mại độ khoảng một tháng à, ví dụ tháng khuyến mại hà nội chẳng hạn sắp tới thì cái đó và đồng thời phải có cái lực lượng để đi kiểm tra và tôi nghĩ rằng cái tốt nhất ấy, bản thân giám đốc cái doanh nghiệp khuyến mại đó phải kiểm tra nội bộ của mình trước để không bị mất uy tín về những trường hợp như bixi vừa qua và rõ ràng mất niềm tin là mất tất cả anh có thể um, dạ, hạ giá cái này cái khác à, nhưng mà có những cái khác mà anh đối xử ở trong quá trình khuyến mại lại thất thố thì như thế lại là còn nguy hiểm hơn là không khuyến mại yeah. thì cái đó là cái mà chúng ta phải hết sức chú ý trong quá trình tôi là người theo dõi hệ thống siêu thị thành phố hà nội hàng một hai chục năm nay rồi tôi thấy đấy là một cái bài học về quan hệ nhân quả trong quá trình phát triển khuyến mại của mình à, và có những cái khuyến mại như thế là rủi ro giá trị lớn thì tất cả những cái đó chúng ta phải quản lý hết sức chặt chẽ và công khai minh bạch dạ. ở đây ông vừa nói đến giá trị niềm tin thì tôi thấy đây là cái điều quan trọng nhất đối với những người tiêu dùng ngay cả bản thân chúng tôi khi mà đi siêu thị hay là mua bất kỳ món đồ gì Đấy là cái nhu cầu thiết yếu của mọi người Thế thì khi mà gặp những cái sản phẩm như mà chúng ta vừa chia sẻ Về giá trị, về hạn sử dụng, về cận đát Và chúng ta cũng không đo đếm được cái hậu quả từ phía bên trong như thế nào Theo ông làm cách nào để mà người dân người ta có được cái niềm tin trở lại Tôi cứ chưa đồng ý với cái câu mà người tiêu dùng thông thái Các cơ quan quản lý phải chủ động bảo vệ người tiêu dùng kể cả chủ động trong chương trình khuyến mại hàng năm và lúc đó mua bán xô bồ che lấn các thứ không thể nào có thể phân biệt được mắt thường không thể nhìn thấy được cho nên phải giữ gìn nội bộ cho tốt giữ chặt lưng trong vấn đề các cái chế độ khuyến mại các mặt hàng khuyến mại kiểm tra thường xuyên uốn nắn và có những cái thưởng phạt nghiêm minh trong nội bộ của mình và đồng thời có sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước tôi tiếc rằng những cái đánh giá tổng kết sơ kết của sở thương mại một số tỉnh thành phố chỉ có định tính không có định lượng đơn vị là làm tốt đơn vị không làm tốt đem lại giá trị cho người tiêu dùng bao nhiêu hiện vật và giá trị hầu như không có tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta chính phủ yêu cầu tất cả bây giờ hoạt động kinh tế phải minh bạch liêm chính cái đó chúng ta phải làm theo định hướng đó để chúng ta có thể làm tốt hơn công tác phục vụ người tiêu dùng thì giống như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng ở đây là người tiêu dùng khi mà đã mất niềm tin thì những cái chiêu thức những cũng như là những cái cách thức để mà kích cầu như thế này của các doanh nghiệp thì dường như là nó không còn giá trị phải không ạ? Những cái khuyến mại trung thực, trách nhiệm, tử tế mà các năm người ta đã làm tử tế rồi thì tôi nghĩ đến khuyến mại người ta cũng sẽ tử tế. Còn nếu chỉ đột xuất nhất thời ấy, thì không bền vững và cái đó chỉ có hại cho doanh nghiệp. Tôi là những người mở siêu thị đầu tiên Hà Nội cách đây 27 năm. Dạ. À và như thế tôi rất là những bài học sâu xa về đối ngoại quản lý rất chặt từ nhân viên từ nhập hàng từ tổ chức khuyến mại sơ kết đánh giá để rút kinh nghiệm cho các đợt sau hàng tuần hàng giờ hàng ngày có cái thông tin đến giám đốc cái đó chúng ta phải làm còn nếu chúng ta vuông lỏng mà chúng ta coi cái quyền lợi bảo vệ tiêu dùng ấy nó mờ mờ nhạt nhạt thì nó rất nguy hiểm cho đơn vị của mình Vậy tại sao chúng ta có những cái quy trình nó rất là rõ ràng như vậy Trong cả một cái quá trình chúng ta Từ ừ. những rất là nhiều chục năm nay Chúng ta đưa hệ thống siêu thị vào ừ. Chúng ta vận hành và chúng ta phát triển rất là tốt hệ thống siêu thị Mà vẫn còn vấp phải những cái điều như thế này Siêu thị thì chưa phải là siêu hẳn dạ. Mà cái chính tôi cho là yếu tố con người dạ. Tôi đã dạy 7.000 cán bộ nhân viên ngành thương mại là gì Phải bán hàng, phải khuyến mại như Bán hàng khuyến mại như cho người thân của mình Lúc đó mới thành công dạ. Chứ đừng có ghi cái biển hàng mua rồi họ khuyến mại rồi miễn đổi trả lại sẽ sớm là sập tiệm và cái đó không còn ý tín nữa cho nên là con người con người và cán bộ điều hành là quan trọng nhất kiểm tra sâu sắc xác, xác định rõ trách nhiệm thì cái đó là cái phải làm thường xuyên và cái này tôi lưu ý đến với vai trò quản lý nhà nước hiện nay cũng còn đang yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp vậy thì ông có giải pháp nào để mà giúp được cho những cái cơ quan ừ. quản lý nhà nước đặc biệt là quản lý về vấn đề thương mại tại hà nội họ làm tốt hơn cái công tác này không chúng ta muốn có một cái chương trình khuyến mại mà không những vang xa ở hà nội hay là sài gòn mà còn ở các nơi khác người ta về du lịch hà nội người ta biết thì chúng ta phải có một cái chương trình khuyến mại rất là bài bản khoa học chúng ta lên một cái chương trình cái này là sở công thương và bộ công thương nếu duyệt phải lên chương trình này mặt hàng khuyến mại quy trình khuyến mại các mức khuyến mại các chế độ khuyến mại thực hiện trong quá trình một tháng hay một tuần như thế nào hay là thậm chí một hai ngày thì cái đó từ cơ sở đó thì chúng ta giao cho các bộ chức năng để kiểm tra sâu sát và giao trách nhiệm cho các đơn vị bán lẻ mà tham gia chương trình khuyến mại là phải làm cái thứ hai là phải chọn những đơn vị quá trình vừa rồi không có vết lắm không nhiều vết lắm để chúng ta giao để làm khuyến mại Chứ đưa những ông mà luôn luôn có báo chí, có ý kiến thì cứ đã hỏng rồi. Hỏng ngay từ đầu. Cái thứ ba là phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, sơ kết đánh giá nếu mà cái chương trình khuyến mại nó dài. Và cái thứ tư ấy là rõ ràng là chúng ta phải dựa vào những cái hòm thư góp ý, những dư luận báo chí để chúng ta động thái để làm. Đấy thì tất cả những cái đó là chúng ta phải làm liên tục thường xuyên và chúng ta đưa đừng đưa những cái chương trình khuyến mại oai oăm rồi dễ bị mất cắp mất trộm mất an ninh tôi nói ví dụ vừa rồi có chương trình khuyến mại là 10 giờ đêm giá này 11 giờ đêm giá này 12 giờ đêm giá này rất nguy hiểm rất nhiều vấn đề mà người ta đến mà lại không có hàng thì lại lại nợ hàng hoặc là ấy thì rất là rất là gay go cho nên chuẩn bị một chương trình khuyến mại phải rất kỳ công phải trách nhiệm phải khoa học trước hết là phải lương tâm trách nhiệm vì quyền lợi tiêu dùng thì chúng ta mới có thể mong thành công được. À, ông nghĩ sao về uh, về cơ chế thưởng phạt nghiêm minh hơn? Tại vì chúng ta quy trình chúng ta vẫn có chứ không ừ. phải là chưa từng có phải không ạ? À, công tác thanh kiểm tra ừ. chúng ta vẫn có, công tác đánh giá tổng kết ừ. sơ kết như ông chia sẻ vẫn có. Vậy thì có cái cơ chế xử phạt cho những cái doanh nghiệp ừ. họ cố tình làm sai sai phạm không ạ? Luật thì có đấy. Tôi nói à. ví dụ như là Bixi vừa rồi cái vụ mà đưa hàng hết đát và kèm vào để ấy là phạt có lúc nếu mà giá trị hàng trăm triệu có thì phạt hàng chục triệu đồng có đấy nhưng mà vấn đề phải kiểm tra làm rõ vấn đề làm nhanh vấn đề để cho dư luận rõ thì cái này là chúng ta còn đang yếu và hàng trăm điểm viết mạng thì cái bố trí lực lượng chúng ta giám sát thế nào để phân biệt những người làm trách nhiệm và không trách nhiệm cho nó rõ chứ Chỉ chúng ta u minh minh cái thứ hai là hết đợt khuyến mại chúng ta phải loại bỏ những người không làm tròn trách nhiệm trong đợt khuyến mại loại bỏ những doanh nghiệp ấy để lần sau không tham gia nữa tránh tình trạng đánh giá chung chung là khen là chủ yếu thì như thế chúng ta sẽ vô hình chung ấy và tôi kiến nghị thêm là này, những cái vi phạm này phải nâng chế tài lên ở các nước là người ta nâng chế tài lên để không dám vi phạm ở đây chúng ta là phạt mấy trăm nghìn thì người ta lại tiếp tục vi phạm bởi vì lợi nhuận người ta gấp 10 lần thì cái đó là cái mà chúng ta phải xem lại Dạ đúng rồi cái điều ông nói là cái điều mà người dân cũng phản ánh đó là họ chấp nhận bị phạt tại vì cái mức phạt đó không thấm gì so với các con số lãi mà đúng họ thu về vậy. nên họ vẫn làm về theo ông bài học từ những nước phát triển họ áp dụng những cái chính sách sale từ rất là sớm như thế này họ làm như thế nào để mà thành công hơn chúng ta đang làm tôi đã đi uh, nghiên cứu ở các nước uh, đông nam á nhất là singapore nhiều lần thì thấy là họ làm hết sức bài bản công khai và minh bạch hàng nào giá đó và có cái gì xử lý ngay bộ phận quản trị phải rõ ràng, bộ phận chăm sóc khách hàng là làm rất tốt vấn đề này và xử lý kịp thời vấn đề này, coi khách hàng phải như thượng đế và thượng đế thực sự không phải thượng đế ở trên giấy tờ thì cái đó tôi cho là đấy và uh, những nguyên tắc về minh bạch công khai, giám sát thường xuyên là phải làm tất cả những cái đó bây giờ vào sinh nhập, vào các siêu thị Singapore bây giờ không phải gửi túi Đạ. tất cả những camera những cái công nghệ số người ta sẽ thực hiện vấn đề này để đảm bảo ai vào đó có những khuất tất thì người ta đều xử lý ai làm tốt những việc gì đều được biểu dương thì tôi cho là chúng ta nên là những nước đi sau chúng ta nên học tập những cái nước tiên tiến để chúng ta làm tốt hơn tất cả vì con người vì niềm tin của cái nền thương mại việt nam uh, hiện nay và trong tương lai vâng rất là cảm ơn những chia sẻ của ông tôi nghĩ rất là sâu sắc rất là cần thiết và trong giai đoạn như hiện nay thì hơn bao giờ hết cái lương tâm của những cái chủ doanh nghiệp rất là quan trọng cảm ơn ông rất là nhiều dạ. ạ. thưa quý vị và các bạn với nội dung trao đổi vừa rồi đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.